Dưới đây là một câu chuyện về mẹ Maria ban phép lành cứu gia đình trong cơn hỏa hoạn. Câu chuyện xảy ra vào những năm 1950 tại một ngôi làng nhỏ miền Bắc Việt Nam. Gia đình ông bà Lân sống trong một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, là những người rất sùng đạo và luôn cầu nguyện trước tượng mẹ Maria mỗi ngày. Họ tin rằng mẹ Maria luôn bảo vệ và che chở cho gia đình họ khỏi mọi khó khăn. Một ngày nọ, vào giữa đêm tối, khi mọi người trong nhà đang ngủ say, một trận hỏa hoạn bất ngờ xảy ra ở khu chợ gần nhà họ ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan nhanh tới các khu dân cư lân cận gia đình ông lân bị đánh thức bởi tiếng la hét của hàng xóm và thấy ngọn lửa đang tiến đến gần nhà họ mọi người hoảng loạn và lo lắng rằng ngôi nhà gỗ của họ sẽ không thể chống chọi với ngọn lửa hung hãn bà lân vội vã chạy tới trước bức tượng mẹ maria treo trên tường quỳ súng và dâng lời cầu nguyện mẹ ơi xin hãy bảo vệ gia đình chúng con khỏi thảm họa này xin mẹ che chở và cứu chúng con trong lúc ngọn lửa tiếp cận một điều kỳ diệu đã xảy ra gió bỗng đổi hướng một cách bất ngờ làm ngọn lửa chuyển hướng ra khỏi ngôi nhà của gia đình ông lân mặc dù các ngôi nhà xung quanh bị thiêu dụi nhưng ngôi nhà của họ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn không một tia lửa nào chạm vào những người hàng xóm chứng kiến sự việc đều kinh ngạc trước điều kỳ lạ này họ không thể tin rằng giữa trận hỏa hoạn dữ dội như vậy ngôi nhà của gia đình ông lân lại không bị ảnh hưởng ông bà lân biết rằng đó chính là phép lành của mẹ maria người đã nghe thấy lời cầu nguyện của họ và bảo vệ gia đình khỏi nguy hiểm Kể từ ngày hôm đó, gia đình ông Lân thường xuyên kể lại câu chuyện này như một minh chứng cho lòng tin mạnh mẽ của họ vào mẹ Maria. Người dân trong làng, sau khi nghe về phép lạ, bắt đầu đến cầu nguyện tại nhà ông Lân, mong được mẹ Maria che chở và bảo vệ trong cuộc sống. Phép lành của mẹ Maria trong cơn hỏa hoạn là một câu chuyện kỳ diệu về lòng tin và sự bảo vệ thiêng liêng. Mẹ Maria luôn hiện diện để giúp đỡ những ai thành tâm cầu nguyện, ngay cả trong những tình huống nguy hiểm nhất qua câu chuyện này niềm tin vào tình yêu và sự che chở của mẹ càng trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng mọi người